Trấn Thành lấp lửng hé lộ ngày cưới với Harry Won. Động thái mới nhất của Trấn Thành đã khiến fan của cặp đôi vô cùng hồi hộp, thi nhau đoán già đoán non về sự kiện trọng đại mà anh nhắc đến. Sau buổi lễ cầu hôn được tổ chức khá hoành tráng dành cho bạn gái Harry Won tại một quán bar sang trọng. Mới đây, Trấn Thành tiếp tục khiến fan sướng rơn khi lấp lửng trên trang cá nhân bằng một chia sẻ đầy ẩn ý. Kèm theo đó là một đoạn video khơi gợi trí tò mò của người hâm mộ. Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành: nôm nao chờ ngày đó, ngày được chính thức công bố một người bạn đồng hành. Qua đây, Xin cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các fan, những người đã luôn dành cho Xin tình cảm yêu thương, ủng hộ Xin trong khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn vừa qua. À, cũng xin úp mở với cả nhà luôn. Ngày 20 tây tháng 7 này, Xin sẽ chính thức công bố một tin cực vi diệu, bảo đảm nóng phỏng tay luôn nhé. Dù chưa biết rõ sự kiện trọng đại vào ngày 20 tây tháng 7 mà Trấn Thành nhắc đến là gì, cộng đồng fan khổng lồ của anh vẫn thi nhau đoán già đoán non và cho rằng không thể có gì khác hơn ngày cưới của cặp đôi. Rất nhiều bình luận đã căn cứ vào từ bạn đồng hành để khẳng định Trấn Thành đang lấp lửng tiết độ ngày đưa Harry Won về dinh. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng Trấn Thành chỉ sắp tung ra sản phẩm mới, nhưng những bình luận này chỉ nhận được đồng tình từ rất ít khán giả. Không chỉ khán giả mà các đồng nghiệp cũng đang dậy sóng trước thông tin bất ngờ từ phía nam danh hài. Bằng gì trách móc Trấn Thành khi tiết lộ thông tin với cô quá muộn? Biên đạo Quang Đăng, người từng góp mặt trong buổi lễ cầu hôn của Trấn Thành với Harry Won, không giấu được cảm xúc vui mừng khi chia sẻ thông tin này của đàn anh. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.